Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 1 cho biết, các lực lượng của nước này đã phá hủy thành công kho nhiên liệu và kho đạn dược ở hữu ngạn sông Dnipro tại vùng Kherson. Phía Nga đã sử dụng pháo kéo 2A65 MSTB 152 ly thuộc đơn vị pháo binh trên không của nhóm quân Dnipro để tiến hành chiến dịch tác chiến. Cuộc tấn công được thực hiện ở khoảng cách 20 km tính từ vị trí của Nga tới cứ điểm của đối phương. Mục tiêu đã bị phá hủy thành công. Một khía cạnh quan trọng trong hoạt động của lính pháo binh và việc sử dụng máy bay không người lái để phát hiện kho nhiên liệu và vũ khí của đối phương, sau đó điều chỉnh hỏa lực. Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa kíp vận hành UAV và lính pháo binh trên chiến trường, nên các mục tiêu bị nhắm bắn một cách chính xác. Kết quả là kho đạn dược và nhiên liệu của Ukraine đã bị phát nổ. Cũng tại Kherson, các đơn vị Nga đã hoạt động rất tích cực, dồn hỏa lực pháo binh về phía Ukraine, khiến Ukraine tổn thất tới 45 binh sĩ, 2 xe cơ giới, 2 pháo D-30. Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã 5 lần nã tên lửa, 63 lần không kích và 39 lần khai hỏa hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào vị trí đóng quân và các khu vực đông dân cư của Ukraine. Còn không quân Ukraine đã không kích vào 11 cụm nhân lực, vũ khí, thiết bị quân sự, 2 hệ thống phòng không của Nga. Trong khi đó, lực lượng tên lửa của Ukraine cũng tấn công một cụm quân, vũ khí và trang thiết bị quân sự, một kho đạn, 5 tổ hợp pháo binh, 1 trạm radar của đối phương.